Thưa sư, Đức Phật có tóc hay không? Sao tượng của Ngài toàn để tóc? Ngài khuyên đệ tử xuất gia phải cạo bỏ râu tóc. Chính Ngài, tại sao chính Ngài không làm gương? Không lẽ Ngài là chánh đẳng chánh giác nên có ngoại lệ? Nếu không phải thì có lẽ chính Ngài cũng cạo bỏ râu tóc như đệ tử. Vì Thế Tôn luôn làm điều mình khuyên người khác, nhưng vì lý do gì đó người ta để hình tượng Ngài vẫn có tóc phải hay không? Quý vị, hình như câu hỏi này sư cũng trả lời rồi, nhưng mà tại vì nó ngắn chứ không giống câu hỏi trước mà phải đưa ra những cái bằng chứng, những cái dẫn chứng để thuyết phục quý vị. Trong tạng luật á, vị tỳ kheo không được để tóc dài quá hai lóng tay, mà hai lóng tay nó rất là dài, hai lóng tay rất là dài. Cho nên là chỉ cần mà tóc không dài quá hai lóng tay là có thể để, không cần phải cạo. Chẳng qua là sau này chư tăng muốn để nó sát á, cho nên là cạo thường xuyên, mỗi nửa tháng cạo một lần thôi. Chứ còn đúng theo luật á thì miễn làm sao không dài quá hai lóng tay là không cần phải cạo. Và khi Đức Thế Tôn xuất gia vượt sông Ni Liên rồi Ngài tự Ngài cắt tóc á, thì tóc của Ngài không dài quá hai lóng tay. Tóc của Ngài khi mà Ngài cắt xong nó không dài quá hai lóng tay, và nó tự nó xoắn ép vào trong da đầu, và từ đó tóc không mọc dài ra thêm nữa do cái phước báo đặc biệt của Ngài. Do tóc không mọc dài ra thêm nữa cho nên Ngài cũng không cần phải cắt tóc. Và giả sử có một vị tỳ kheo nào mà tóc vị ấy vĩnh viễn không bao giờ dài hơn hai lóng tay thì vị ấy trọn đời cũng không cần phải cắt tóc, không cần phải cạo đầu. Đó là luật.